AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. League Legend là tựa game chiến thuật đa dạng thủ thành ngược, Reverse Tower Defense, là nơi game thủ sẽ phải tiêu diệt kẻ thù và xây dựng lại những vùng đất bị phá hủy. Trò chơi sủ gameplay khá độc đáo khi nhân vật sẽ di chuyển trên một địa hình vòng lập và tiêu diệt quái vật xuất hiện ở các vị trí ngẫu nhiên. Mỗi khi tiêu diệt thành công, game thủ sẽ được phép đặt đất, cất nhà và thu về tiền vàng để phát triển sức mạnh nhân vật. Từ một con đường bình thường, người chơi sẽ dần dần phát triển trở thành một vùng đất trù phú thịnh vượng. Qua từng vòng lặp thì lũ quái vật cũng trở nên đáng gờm hơn, đòi hỏi người chơi luôn phải tận dụng các thẻ kỹ năng một cách hợp lý. Thẻ kỹ năng có rất nhiều công dụng khác nhau từ tấn công đến phòng thủ và hỗ trợ, nên không thể chọn bừa mà cần phải tính toán ra một tổ hợp cân đối. Dạng nhân vật trong League Legends Mobile tương đối đa dạng và được chia thành nhiều phẩm chất. Mỗi nhân vật sở hữu tạo hình và phong cách chiến đấu riêng biệt, và việc chia mỗi những tướng bậc cao cũng là cách để vượt ải hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, game thủ cũng sẽ phải phát triển một hệ thống chỉ số thiên phú đa dạng, sao cho phát huy tối đa vai trò của nhân vật. Cũng không thể không nhắc đến bộ trang bị góp phần nâng cao sức tấn công lẫn phòng thủ cho người chơi. Các trang bị có thể được nâng cao để gia tăng chỉ số hoặc kích hoạt thêm các hiệu ứng phụ trội đi kèm. Do vậy, việc chinh phục các thử thách trong game League Legends có hiệu quả hay không cũng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào cách xây dựng nhân vật. Phần đồ họa của game tuy có hơi đơn giản, song vẫn khá bắt mắt với tạo hình nhân vật và các công trình được trau chuốt kỹ càng. Vui cười không sầu bi, qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi?